bỏ mấy cái đồ phụ phụ xuống, để ngay đây cũng được, để kia đấy. Hello mọi người, hôm nay đoàn mình đang chuẩn bị đi show. Được chưa? Xong rồi, không biết là có cái con rồng quê ở trên đấy không? Qua bọn nó có mang đi không nhỉ? Trong đấy có thùng không? Không có rồng que à? Tiến vào tìm rồng que đi Tiến. Đồ chuẩn bị đi sâu đây mọi người ơi. Một trống hồng để đánh ở giữa, hai trống đỏ hai bên. Thôi cứ để dựng lên được, còn mấy cái này tí vác xe máy. Rồi. Hai lần trên xe rồi đúng không? Cứ để úp xuống, à để úp xuống cho nó dễ để. Đấy là ngửa, úp là úp lại. Đẩy vào. Cái trống bên kia để sát sang. Người ta để ngửa ra thì nó mới, để úp lại nó mới dễ. Ông để thế không vừa. Để cái trống hồng nữa à. Để úp nó lại. Đồ phụ kiện này. Nhanh lên, bước lên xe đi, cho lên cái đấy lên, cho mấy cái chân này lên. Cỡ nhét vào. Nhanh nhanh lên. Để dọc vào cái thằng này. Cả cái xe thế mà không để được vừa cái que. Mày chọc đâu chả được. Rồi nhanh nhanh nhẹn lên nào, cho luôn mấy này lên. Nhanh nhẹn lên nào. Vâng, anh cho lên cho em. Đi làm nhiều vào chỗ quen. Để ở dưới ấy, để ngang đây. Cứ để ngang là vừa, để ngang vừa, không phải đẩy vào nữa, để ngang ra. Có biết ngang là gì không? Đấy. Con Phương đâu? Con Phương đâu? Thế sao mày giờ mới đến? Gần 8 giờ đến hẹn 7 rưỡi ở trên nhóm. Bảo ông nghe thằng Duy. Xếp cái chân này lên, anh gọi cho nó xem nào. Gọi cho con Phương như nào. Lần sau hẹn là 7 giờ luôn cho các ông ấy. Đấy, thằng Bắc bảo bọn nó để, cứ để thế đi vừa mà. Cái chân để thế được rồi. Ông đóng cái cốp lên, cái đấy tí nữa vác xe máy. Thôi còn đấy đi xe máy, đầy đi xe tí đi xe máy hết rồi. Rồi cho hai chân này đây này. Hai chân đây.